Nó cỡ thảo nha. Một miếng một 1/4 của cái bát cỡ nè. Bao đường. Ôi gì vậy? Làm kim chi. Giờ mình đi làm kim chi thì trước tiên là mình sẽ ngâm nước muối trước nè, rửa nước muối trước. Cho một ít muối vào nước nè. Cho một ít muối vào cái can nha. Từng lá ra, cho ít muối vào cái bên trong và nó giờ mình để mình ngâm trong vòng vài tiếng rồi mình mới đi tiếp tục lộn nha. Củ cải trắng nha, dưa leo, cà rốt, mình sẽ cho thêm vào một ít củ cải trắng và cà rốt nha. Và dưa leo, không lồn hết, vô một củ ra lồn ít, bỏ thêm ít thôi chứ không có lồn hết viên củ này nhiều lắm. Vì mình chỉ lồn một phần tư của cái bát cải thảo, cho nên mình chỉ dùng 1/3 cái củ cải trắng này. Bỏ thêm vô thôi chứ không có bỏ vô nhiều, không cho vô nhiều ăn không có hết để làm được sao. Củ cải trắng với lại cà rốt mà mình dùng để mình nấu canh miso hàng ngày cho nên là không sao cả. Cà rốt này cũng vậy, cho nửa củ thôi chứ không có cho hết, nhưng mà mình gọt ra luôn để sáu ngày nấu canh miso của gọt vỏ nữa, gọt vỏ rửa khỏi tủ lạnh. Dưa mình cũng là một ít thôi nha chứ không có là mấy. Đầu tiên mình cắt cái này, cắt cái đục nó lọt hợp để mình lấy mũ của nó ra nha. Lồng như thế này thì mũ nó nè, rồi bắt cái mũ này. Mình cũng dùng 1/3 trái dưa thôi nhé, không có dùng hết. Dưa leo này thì mình chỉ lược sơ cái vỏ như thế này thôi chứ không gọt hết 100% vỏ của nó nha. Cà rốt mình sẽ rửa sơ nhé, rửa sơ mấy cái chuẩn bị một chén nước, chuẩn bị cái chén nước này, mình sẽ cho vào một ít muối nha để mình ngâm củ cải trắng. Một chén ngâm củ cải trắng, một chén ngâm cà rốt, một chén nước muối ngâm củ cải trắng và cà rốt. Kim chi này mua đây này nó mát lắm, ví dụ như có của Hàn Quốc này, có các siêu thị nó bón kim chi Hàn Quốc nè, kim chi Nhật, tất cả các siêu thị đều có bón kim chi hết, nhưng mà mát cho nên là mình không có mua. Bên này nè thì ra chợ mua về tự lồn chứ không có mua ở trong siêu thị hay là mua có cửa hàng bón đó, tại vì nó theo mình nghĩ là nó mát. Tại vì nếu như mà mình tự lồn á thì mình mua 1/4 cái bắp cỡ như vậy là 3 đô, rốt với lại dưa leo với lại củ cải trắng như thế này đó thì mình tính ra thì nó chỉ có vài đô thôi. Tại vì mua 15 đô một củ cải trắng nè, một củ hơi quả dưa leo và 3 củ cà rốt thì mình nghĩ là mình dùng chỉ có một chút của thứ này cho nên là nó chỉ mấy đô thôi, vài đô thôi. Nếu như mình dùng hết 1/4 bắp cỡ nữa thì 3 đô, hãy cho cà rốt
của cỡ áo tráng với lại dưa leo này á là khoảng tầm 5 đô đi, là thành 8 đô chứ mấy. 8 đô thì cho mình dùng cái kim chi sóc nó thêm là hơi đô nữa, là tầm 10 đô là có kim chi ăn thoải mái rồi. Còn mua một hộp kim chi nó nhỏ lắm, nó mua một hộp kim chi nhỏ tí ti á, mình ăn mua được có hơi ba lần là sạch chứ. Nó 30 đô rồi. Thay cho nên là mình thấy là mát cho nên mình không có mua. Mà muốn ăn á thì mình chọn mua bên Nhật về, dùng thẻ mua hàng miễn phí để mua về. Còn ở bên này tự lồ. Lúc trước thì ông chồng hay mua kim chi đó, nhưng mà giờ thì không mua nữa. Tại vì mình muốn dùng cái đó để mua vitamin, thì mua vitamin Nhật thì tốt hơn. Mua kim chi thì lãng phí lắm. Tại vì thực phẩm chức năng, vitamin đồ đó thì nó tốt, nó đáng tiền, mình để thích để mình mua hơn. Còn kim chi mình có thể tự lồn được, cho nên là mình không có mua kim chi về bên Nhật gì nữa. Để mua những cái thứ khó, mua những cái thứ khó mà mua thực phẩm chức năng, mua vitamin hoặc là mua trứng có hồi rồi đó, mua những cái đó, những cái thứ mà mình không thể lồn được thì mình đi mua. Chứ còn kim chi thì mình có thể lồn được, cho nên là mình không có mua nữa, tự lồn ăn thôi. Mà rẻ nữa, mà không phẩm nào độc hại để giữ được lâu nữa. Đây, mình sẽ ngâm vào nước muối nhé. Đây được một chén á, giờ mình sẽ tiếp tục cắt cái cà rốt này nhé. Mình bầu mỏng cái lót ra, sao mình xác sợi lại thì nó mỏng, nó đẹp hơn. Thì nó hơi lao một xíu nhưng mà cho nó chất lượng. Hồi trước mình nghĩ mình không có thể lồn kim chi được, cho nên là mới bảo ông chồng mua bên Nhật gì đó. Tại vì á, khi mình xem clip mọi người làm kim chi á thì thấy nào là chuẩn bị cái đủ thứ tầm lâm hết, nào là bột ớt nè, nào là lê nè, nào là cơm nguội hoặc tầm lâm hết, dùng nửa củ cà rốt thôi, không có dùng hết á. Dùng nửa củ nên là mình cũng thấy nó phức tạp sao á, cho nên là với nói ông chồng mua về. Nhưng mà sau này á thì mình tự nghĩ ra thôi, tại vì ông chồng không mong cái sốt kim chi về để nấu canh á. Thì mình nghĩ mình cứ ủa, họ muối kim chi thì họ không có sốt kim chi thì họ mới xay cái gì, xay lê nè, rồi cơm nguội hay là gì gì đó. Còn nếu như mà mình đã có sốt kim chi sẵn thì mình chỉ dùng sốt kim chi để mình muối thôi, chứ có gì đâu mà khó ta. Thì lúc đó mình đã thử nghĩ ra là dùng cái sốt kim chi này để tự làm kim chi mua tại nhà. Thì mình đã lồn rồi và ăn không khó gì cái mùi vị mà ông chồng mua từ bên Nhật về. Cho nên kể từ đó là mình tự lồn kim chi luôn, mình tự lồn dùng cái sốt kim chi ông chồng mua gì đó để lồn kim chi. Mình thấy nó không có khó cái mùi vị gì hết, máy á nó giống nhau hết. Nên mình dùng luôn, mình lồn, tự lồn kim chi. Bảo ông chồng không mua. Dưa leo thì mình thớ lóc mỏng ra thôi, bỏ cái ruột này đi. Đây, mình chờ một chút cho cái cà rốt với lại cái củ cải trắng này nó ngâm nước muối một tí nha, rồi mình sẽ tiếp tục làm sao. Là củ cải trắng ngâm muối, rửa vắt khô nước, cà rốt, dưa leo, bắp cải thảo và đây là kim chi sốt nhé, kim chi spicy chili sốt. Cái thang thì đã sạch đây, và nhớ đeo găng tay. Bây giờ mình sẽ cho củ cải trắng, cà rốt, dạ dưa leo vào.
Giờ mình sẽ cho kim chi sốt vào nhé. Đây, nếu như mọi người thích ăn hành lá đấy thì mọi người cho vào luôn ngay lúc này. Vì hôm nay mình không mua được hành lá cho nên mình không có hành lá để cho vào, nên mình chỉ dùng chừng này nguyên liệu thôi. Có hành lá thì cho vào nó sẽ nhìn nó sẽ bát mát hơn vì có màu xanh của cái hành lá. Bây giờ mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên cho thiệt liền nhé. Mong găng tay vào làm thì nó cũng tiện, nó sạch sẽ hơn. Trộn đều lên nhé. Chưa bao giờ mình thấy lòng kim chi nó lại đơn giản đến vậy luôn á. Nên như vậy là được rồi đó. Đây là bảo kể mình đã rửa khô. Mình sử dụng cái hỗn hợp mà mình đã trộn nha, để mình cho vào bên trong của bảo kể này nhé. Kim chi vừa mới làm xong được hai hộp, bỏ vô này một hộp nó to, bỏ không hết, một hộp đựng không hết nên mình chia ra có đựng hai hộp như thế này. Đây, thì bây giờ sẽ đóng hộp bỏ tủ lạnh nha, ngày mơ là có thể ăn được rồi. Đây, nếu như mọi người thích thì vào bếp công làm nhé, mình làm được thì mọi người làm được. Chưa bao giờ mà mình thấy lòng kim chi nó là đơn giản mà nó dễ giòn đến như vậy luôn á. Mọi người vào làm thử nha, đảm bảo là không có thua gì cái vị kim chi mình mua bên ngoài đâu. Mọi người thích ăn ớt thì cho ớt vào, nhưng mình không có ăn cay được cho nên là mình không có cho. Thử đi, ăn đảm bảo ngon, không cần có đi mua kim chi bên ngoài nữa. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nhé.